Hi. À, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bùi Dò. Bình luận viên tàu lao xe bê đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đại Lâm làm cái clip video này sẽ nói về sức nóng của các cầu thủ anh em Campuchia và các cầu thủ hạng nặng của Việt Nam chúng ta tham gia giải 4-4 của sân bóng chuyền Dung đó đây, tại ngã tư Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh. Hiện tại bây giờ theo thông tin Đại Lâm nhận được thì giải nhất lên 30 triệu luôn rồi các bạn à, giải nhất 30 triệu nha. Và tất cả giải cá nhân cũng được đôn lên là mỗi giải cá nhân 2 triệu, 3 giải cá nhân nha, mỗi giải là 2 triệu nha. Còn đây là Lip Pro, chai nóng và chai lạnh, 135.000 một chai, chai đã mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ là Đại Lâm Chuyện Bên Lề, quay lại tất cả các phần bóng rui nhộm tất cả các kiểu. Các bạn hãy thương yêu, ủng hộ, đăng ký, like và share và like. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đại Lâm sẽ nói về điều này. Sân bóng chuyền đó đây của Dung, ngã tư Gia Bàn, Trảng Bàng, Tây Ninh, chuẩn bị cho giải ngày 9 tháng 7 tới ngày Chủ nhật này. Giải nhất lên đến 30 triệu rồi nha các bạn. Và sự xuất hiện của anh em Campuchia, Đốc Men Hun Narit. Còn của phía Việt Nam chúng ta là với những sự xuất hiện của tất cả các cầu thủ hạng nặng như là Tú MC, Quý MC, Khang 2m2, Trường Trắng Bơm, Đăng Mớm và Lam Trắng Bàn. Đấy là cái tem của Tấn Anh cầm đồ. Còn cái tem thứ hai nó thật sự rất đáng gờm là của Bến Cát, là Sang Miệt Thứ, Phong Liêu, Sơm Nô, vân vân và vân vân. Còn cái tên, cái tem của Campuchia là của Vũ Arsenal nha các bạn. Còn Đại Lâm cũng nhận được thông tin nữa, một tem nữa của là của Hu Đen. Hu Đen 2007, 1m87, đôi công Thắng Lâm Hưng, Nick Savan và Thảo Thật Thà của miền Tây. Đấy là Hu Đen, tem của YouTuber Cẩm Vân. Theo Đại Lâm biết thì đó là 4 cái tem, được biết là 4 cái tem nha. Thì tổng cộng thì có 10 đội, 11 đội vậy đó. Đại Lâm nắm bắt thông tin thì tầm 10 đội gì đó nha các bạn. Còn các bạn hãy xem đây là sân bãi của Dung bóng chuyền đó đây. Đây các bạn thấy không, chiều dài này tầm khoảng 30m thôi, không tầm 30m, và chiều ngang tầm khoảng 15-20m. Đấy, chiều dài nha, cái đó là bên hông, nhà trắng trắng này là bên hông. Còn Đại Lâm đang quay trận này là Chí Mexico và đội công với Tý Châu nha. Chí Mexico đây và đội công với Tý Châu đây là trận này. Thì chiều dài sân tầm khoảng 30m và chiều ngang tầm không tầm 15m. Nhưng mà bên đây là quán cà phê, đây bên đây là cà phê nha, hàng này cà phê. Cho nên nhiều lúc Đại Lâm rất lo ngại, đây dãy đó là cà phê và cà phê, rất lo ngại về khán giả rất đông sẽ đến sân và sức chứa của sân này sẽ như thế nào. Sau khi có thể những người vào sân ngồi xung quanh sát đường biên, sát đường liêm thì cũng rất hạn chế cho cầu thủ cứu vớt bóng hoặc đập bóng. Đấy là quan ngại về sức chứa của sân này nha các bạn. Mới ngày 30 tháng 6 vừa rồi, cũng tại sân Cắt Ké, Tây Ninh, thì cuộc đối đầu giữa Bình Minh và Tấn An, có thể nói hôm đó thì tầm cũng 600 người ăn lên, 600 khán giả ăn lên nha các bạn. Thật sự cũng sân của Cắt Ké cũng rất rộng rãi, nhưng tầm 600 người ăn lên. Còn ở đây thì Đại Lâm theo quan ngại trận sắp tới ngày 9 tháng 7 sẽ là một cuộc đổ bộ lên ngã tư Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh của các fan hâm mộ. Đặc biệt có sự xuất hiện của Narit Chiền 2, Men Hun, Đốc Đại Bàng sẽ làm cho fan hâm mộ chúng ta kéo đến sân sẽ rất nhiều. Thì cái lượng khán giả có thể nói là lên đến rất đông. Thì Đại Lâm chỉ là sức chứa của sân này như thế nào thôi các bạn à. Đây
Các bạn nhìn kỹ đi, đây là để làm quay trận của Tý Châu đối đầu với Chimashiko. Rồi, một lần nữa để làm xin chúc cho mọi người, tất cả mọi người luôn sức khỏe bình an. Chuẩn bị cuối tuần ngày 9 tháng 7 đến sân ngã tư Gia Bình, sân bóng chuyền đó đây, để xem giải 44 nhất 30 triệu nha các bạn. Và giải cá nhân, mỗi giải là lên được 2 triệu rồi. 3 giải cá nhân, mỗi giải 2 triệu, còn nhất 30 triệu rồi. Đấy là thông tin để Lâm nhận được chính thức từ nhà tài trợ Phụng Gon, Bùi Thanh Tâm và Phụng Gon là cô vợ. Đấy nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn các bạn lại những video tiếp theo sẽ có điều gì hay nha. Còn hiện tại thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái tem ngày 10 tháng 9 nha, 10 tháng 9 tới, tại sân Hiếu Hải Vũng Tàu, chú Hảo Vũng Tàu. Nhất 25, nhì 15, 3 năm. Tất cả các đội không đóng lệ phí luôn nha các bạn nha. Tại trạm thu phí ngã tư Long Sơn, Bà Rịa, Vũng Tàu, Vũng Tàu. Khách sạn Đa Hồ, sân Hiếu Hải của chú Hảo Bà Rịa, chú Hảo Vũng Tàu. Nhất 25, nhì 15, 3 năm. Không đóng lệ phí nha các bạn. Rồi, hiện tại bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái tem đi nha. Chuẩn bị cho mình một cái tem sẵn sàng đi. Rồi, một lần nữa xin chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe bình an. Chuẩn bị cuối tuần chủ nhật 9 tháng 7 gặp nhau tại sân bóng chuyền đó đây. Ok man, vô hàng.